Ê, em vào đây với anh. Xin giới thiệu với em, đây là nhà anh. Nhưng mà anh ơi, hả? Em sợ. Ôi dồi ôi, em việc gì phải sợ. No vấn đề luôn. Bố mẹ anh là những người hết sức dễ tính. Anh, này. Hả? Em bảo này, nhìn em thế này trông có giản dị quá không? Em như thế này là quá giản dị rồi. Có giản dị thêm tí nữa cũng không sao đâu. Đi vào. Dạ, con chào bố mẹ. Dạ, con xin giới thiệu với bố mẹ. Đây là em Thảo Mai, người yêu của con. Hôm nay con đưa về để giới thiệu cho bố mẹ đấy ạ. Hả? Tên là gì? Dạ, Thảo Mai ạ. Thảo Mai à? Sao mà già lắm ruồi thế nhỉ? Không là tự nhiên như cái loại ruồi. À, cháu à. Ồ, ngồi rồi à? Ngồi rồi. À, mà chả biết hôm nay có khách quý đến chơi để mua ít hoa quả về thiết đãi. Mà bình thường ấy mà, khách đến nhà này là toàn phải xách theo hoa quả đấy, thế có khi đỡ bí không nhỉ? À cháu à, lần đầu tiên tới nhà bác chơi. Dạ. Cháu cứ thoải mái, tự nhiên nhé. Dạ, lần đầu tiên thì cháu đến nhà anh Hải thôi. Chứ còn trước đây cháu đến nhà những người yêu cũ thì cũng nhiều rồi bác ạ. Cứ yên tâm, chẳng ngại đâu. Thế à? Thảo Mai. À, Thảo Mai này. Ở nhà là bố mẹ cháu làm nghề gì nhỉ? Bố mẹ cháu thì cũng lo được cho chị em cháu đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng mà bác thấy vẫn chưa đủ lắm đâu, hơi thiếu thiếu đấy. Mà cái kiểu ăn mặc ở đâu lại thừa ra thiếu phải thế cơ chứ lại? Thừa ra thiếu phải chỗ nào ạ? Ủi, bác lại không cập nhật thì lại mới rồi. Cháu đang mặc đây là cái bộ môn nhất đấy bác ạ. Chứ ai như cái màu xanh trứng sáo pha với cái màu cháu lòng kia thì mẹ cháu thải lâu rồi. Hả? Cái gì? Cô nói cái gì đấy hả? Sao em lại nói với mẹ như thế hả? Này! Ở đấy, tôi cổ hủ như thế đấy, cổ lỗ xí thế đấy. Cho nên là tôi không có quốc, có cái loại con dâu mà hiện đại như cô nhá. Trời ơi, ăn mặc cái kiểu ở đâu mà thừa ra thì cũng phải thế hả? Tôi mà, tôi thấy những cái loại này mà nó chỉ mặc nó cứ ngược cái phố. Thôi, tôi là tôi giữ thể diện cho cô đấy nhá. Mà tôi nói luôn cho cô biết nhá, nhà tôi ấy mà là không hợp với cô đâu. Kìa bà, uống nước đi cho nó hạ. Không nước nào gì cả. Uống chân nước đã. Anh. Mặc dù em rất yêu anh nhưng mà em nghĩ là chúng mình không đến được với nhau đâu anh ạ. Đúng rồi. Cháu xin phép bác, cháu về. Về đi. Mai. Mai ơi. Này, nhà kia. Dạ. Dạ. Mai, bố chỉ khua xuống đây. Bố mẹ thì cứ bảo là con dẫn người yêu về. Này, con dẫn người yêu về lần nào bố mẹ cũng như thế thì con làm gì có người yêu được nào ạ? Quá cơ, dại lắm con ạ. À. Ai lại đi chọn cái loại trông ăn mặc có kinh không? Bây giờ mẹ bảo này nhá, từ bây giờ trở đi ấy, cô kiếm bạn gái ấy, thì phải kiếm cái đứa nào mà nó giống giống mẹ mà chọn. Mẹ là mẹ ưng ý luôn. Không được. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Sao lại không được? Dứt khoát là không được. Giời ạ. Làm sao lại không được? Bao nhiêu năm bà làm khổ tôi chưa đủ hay sao? Mà bây giờ bà lại bắt con trai tôi lấy vợ giống hệt tính bà, thì hóa ra cả nhà đều khổ. Trời ơi, vừa phải chiều lòng bố, vừa phải chiều lòng mẹ, thế này nhá, đời con ế. Chú cứ đi vào đây ngồi đã. Tôi nói thật với chú nhá. Dạ. Tôi bán coi như là mấy mảnh đất gom vào mới xây được cái cơ ngơi nó hoành tráng như thế. Chú nhìn đi. Ở cái khu này làm gì có cái nhà nào mà nó bề thế như nhà tôi. Nói thật chị nhá. Ừ. Nhà chị là nó bị đẹp quá đấy. Đẹp quá? Vâng. Chú chỉ được cái đó chuẩn. Chị bảo này. Dạ. Chị nghe đồn ý, là chú có một cái công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cây đúng không? Chuẩn không phải chỉ. Ừ. Chị gặp em là đúng người đúng việc luôn. Ừ. Thưa với chị nhá. Ừ. Công ty nhà em nhá. Ừ. Có cả một hệ thống. Úi dồi. Một hệ thống toàn cây xanh phân phối cho cả vùng này luôn. Hệ thống luôn? Chứ còn gì nữa. Công ty luôn. Ê xì. Đấy. Thế thì nó mới xứng tầm được với cái nhà của chị. Đấy, chú ngắm đi. Cái nhà chị nó bề thế này, thế thì liệu chị kê được cái cây gì cho nó sang chảnh? Sang chảnh? Ừ. Em nói thật chị nhá, với một cái cơ ngơi nó hoành tá tràng như thế này, ừ, chị phải chơi cho em những cái cây cảnh mà nó xứng tầm. Đúng rồi. Ví dụ như là cau đi. Cau? Cau nó cao, dáng mảnh,
chân dài. Trời, chị làm cho em một hàng cau thẳng tưng như lưng bà Tòng luôn. Cau cũng được. Chứ nhưng mà chị thích phải cả cụm. Chơi nó phải chơi cả cụm nó mới sang. Cụm à? Ừ. Cau nó lại không có cụm. Cụm. Đấy. Trời, đơn giản. Có chưa? Có luôn. Cây gì? Tre. Cái cây gì mà mình nghe tên thế nào lùng ấy. Này, cái cây này là công ty mình nhập ở bên Bể về có đúng không? Bể cái quái. Tre nghĩa là tre Việt Nam. Ôi giời ơi. Sao mà chú ơi tính thế? Ơ kìa, tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc mà lá. Thôi. Có lại bớ. Tre thì bố nói luôn là tre, bố đây còn tre. Nghe cho tây. Này, tre chị thấy cũng được. Dạ. Truyền thống. À. Thân gầy guộc lá mong manh. Đúng rồi. Thế nhưng mà tán nó không rộng. Ok. Không được, không duyệt được. Lại phải tán rộng à? Ừ. Ôi, bà chị quá, khó chị, tính thế nhỉ. Bây giờ chú ngắm đi, cái nhà chị trông nó như thế này. Bây giờ chị chọn cái cây nó phải xứng tầm với nhà của chị. Bây giờ vớ vẩn được đâu. Vừa đòi lại cụm to xong lại tán rộng đấy. Cụm to nhá, tán rộng nhá. Khi mà cái tán nó rộng, mình nhìn cái cây mình cảm giác cái cây khoan, nó lộc lá. Khoan. Đây, nó thế. Em nghĩ ra loại cây rồi. Cây gì? Cụm to tán rộng đúng không? Bảng. Cái gì đấy? Từ nói chuyện đi, để sao bắn chị thế? Quá, ý em nói là cây bảng. Cây bàng nó chả là cụm to tán rộng rồi gì đấy. Bàng nó là bàng, đứng bằng. Chú chỉ là cái bùi tính. Chị bảo này, dạ. Không đùa đâu. Cây bàng cũng được. Cụm to, tán rộng. Nhưng mà lại nhiều sâu gió. Bây giờ chú bảo thì mùa đông thì nó rụng lá xuống. Chị thì dọn nhà đã mệt, ra lại còn quét. Chị mệt lắm, không được, không duyệt được. Em nói thật với chị là bà chị là quá là kỹ tính thế. Bây vừa muốn cụm to tán rộng xong lại ít rụng lá, không có sâu. Bà chị làm khó em quá. Trời ơi, công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cây. Cây xanh cung ứng coi như là toàn hệ thống. Tưởng thế nào, này. Có mỗi một cái cây đơn giản cũng tìm được. Này, đừng có kích đều nhá. Nói cho bà chị biết nhá, chưa có cái việc gì mà thằng Bon này không làm được nhá. Chú làm đi, chú tìm cho tôi cây đi. Yên tâm, đợi tí. Trời. Đây, phút mốt. Có điều được không? Alo. Sai đấy à? Anh Bon đây. Mày triệu tập 500 anh em khẩn cấp cho anh nhá. Họp toàn công ty. Thế nhá. Bây giờ bà chị cứ ngồi đây cho nó mát mẻ nhá. Em chạy ra ngoài tí rồi chỉ khoảng 20 phút nữa là em mang cây đến cho chị luôn. Này, cho 15 phút thôi nhá. Sau 15 phút mà không có cây về đây thì tôi gọi người khác đây. Được rồi, không phải nhà khác. Có điều kiện nhá. Rồi. Không có việc gì ngoài cứ điều kiện. Cứ ngồi yên đấy nhá, ngồi yên đấy. Trời ơi. Bonsai. Một con kiến. Hai con kiến. Bà chị. Chưa đến 10 phút. Khá quá. 9 phút rưỡi. Được chưa? Đang đếm kiến dở thì vào. Cái tình hình là cây đâu? Cây gì? Cụm to, tán rộng, không sâu, không rụng lá, phỏng. Phỏng. Vào đi em ơi. Cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Tinh 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 tinh. Ôi dồi. Cây gì đây? Cây ô. Thế nào? Dạ, dùng laptop mới, thích chứ hả? Ui giời, sướng lắm bố ạ. Phải nói là cái laptop này nó khác hẳn cái điện thoại bố ạ. Mà nhá, cái laptop này không những là nó phục vụ cái việc học tập của con, mà nó lại còn giúp cho con đọc được bao nhiêu như là tin tức trên mạng đấy. Này, bố mẹ phải chắt bóp bao nhiêu tiền dạ. mới mua được cái laptop cho anh học đấy. Dạ. Liệu mà học hành tử tế, đừng có phụ công bố mẹ. Bố yên tâm. À, con xem trên mạng có cái tin tức nào hay, đọc cho bố nghe. À, đọc tin tức hả bố? Ừ. Để con xem nhá. Cái gì đây? Ca sĩ Angela Natbet vừa gây bão khi tung ra hit mới. Này, ca sĩ gì mà gây bão được? Cứ như thần linh Ấn Độ ấy. Bố chả hiểu cái gì cả. Thôi mày đọc tin khác đi. Tin khác? À, thế bố thích tin gì? À đây, pháp luật đời sống nhá. Đúng rồi đấy, đọc cái tin đấy cho bố. Đây.
Cô gái ngủ ở nhà trọ, quên khóa cửa phòng và nhận cái kết đắng. Này, thế, cô gái mất cái gì? Dạ, mất cái laptop. Ui giời, thế mà bố cứ tưởng làm sao? Không, chưa hết, đây, còn đoạn sau đây này. Điều quan trọng là cô gái đã bị khủng hoảng tinh thần khi đọc bức thư của tên trộm để lại. Thế càng thế cơ mà, đây. Thế trộm lên viết cái gì mày đọc cho bố nghe? Đây. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh nghĩ rằng em nên đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân. Chúc em may mắn lần sau. Sao lại viết thế bố nhỉ? Cái thằng này đúng đấy, chẳng hiểu. Chắc là tại người con bé này nó xấu quá chứ cái gì. Có lý. Này, dạ. Mà anh cũng phải rút kinh nghiệm đấy nhá. Bố, con đàn ông con trai có cái gì mà phải rút kinh nghiệm? Mà con còn đẹp trai hơn cả bố. Cái đấy thì tôi không lo. Anh vừa mua cái gì anh không biết à? Laptop. Đấy, nó vừa mất cái laptop xong đấy. À, ui dạ. Ui đấy, bố nói là con mới nhớ nhá. Bố, từ ngày con mua cái laptop này, con để ý là mấy cái thằng sinh viên trọ xung quanh nhà mình ấy, là nó rất hay xăm soi để ý đấy bố ạ. Đặc biệt là cái thằng laptop mà con ông chủ nhà ấy. Không hiểu sao mỗi lần con dở laptop ra con học là nó toàn làng vàng xung quanh thôi. Thế này là không ổn đâu. Này, dạ. Hay là con đi thuê chọn chỗ khác. Chọn chỗ khác? Ừ. Ủa thôi, nhà trọ chỗ này là mình đóng tiền trước nửa năm rồi còn gì nữa. Vì lại là có chỗ nào nó rẻ như ở đây đâu bố. Gần trường học này, gần trạm xá này, gần chợ này. Đấy, mà điện nước lại đầy đủ như thế. Nhưng mà bố lo lắm. Lo chứ bây giá như cái này ở quê ấy, dùng xong cho vào tủ khóa thế là an tâm, chả phải lo nghĩ gì. Tủ à? Ôi thì đúng rồi. Cái thằng này. Không, con xin lỗi bố, cứ mỗi lần là con nghĩ ra sáng kiến là con lại như thế. Bố ơi, con bảo này, con có một ý kiến như thế này. Ý kiến gì? Nhưng mà bố lại phải bán lợn đấy. Lại bán lợn? Vâng. Thôi được rồi, bán lợn không được, anh cứ đề xuất bố duyệt. Bố nhớ nhá. Ừ. Bố còn bảo này, bây giờ ấy, bố con mình đầu tư mua lấy một cái két sắt mini bố ạ. Để rồi mỗi lần nhá, con học xong con lại cất cái laptop này vào két sắt rồi khóa trái đi. Thế là xong. Hay. Bố xin lỗi, cứ mỗi lần ấy bố vui quá là bố lại thế. Thế lần sau bố vui bố phải nói trước với con nhá. Ừ. Này, anh đúng là sáng dạ. Đúng là có học. Bố lại xin lỗi là có học có hơn. Được rồi, hai bố con mình đi mua ngay cái két sắt mini để cất lát tốt. Đời rất dở, nhưng cố gắng mà niềm nở. Cái sắt bé thế này thì anh xin ký tên thằng trộm. Ôi trời ơi, tưởng cho hết vào cái sắt là an toàn rồi, ai ngờ. Đây là lần cuối cùng em đi chơi với anh đấy. Em, sao đây là lần cuối cùng? Từ nay về sau, chúng mình chia tay nhau đi. Kiếp, sao anh từ giã em sớm thế? Từ giã cái gì? Thế bây giờ em hỏi anh, anh có tiền không? Không. Anh có nhà không? Lại không. Thế anh có xe sang không? Lại càng không có. Ôi, anh xem lại anh xem, anh vừa già vừa xấu, thế em yêu anh được cái gì? Thôi được rồi em ơi, anh sẽ cố kiếm tiền để mua cho em những thứ đó. Không cần phải cố đâu, em nhìn anh là bây giờ anh già như thế này rồi, anh cố cũng mà xuống lỗ à, mà anh không cần cố đâu. Nhưng mà cả cuộc đời anh chỉ có yêu thật lòng với em thôi. Rồi, thật lòng cái gì, yêu đương cái gì, thôi dẹp đi, anh không nghe thấy câu. Không tiền cặp đất mà ăn à?
Em ơi. Chào người đẹp. Chào anh ạ. Đấy, anh thấy không? Anh phải nên nhớ rằng khi nào bên cạnh em cũng có những đại gia như thế này chẳng hạn, luôn vây quanh em nhá. Anh vừa chào em ạ. Đúng rồi. Dạ, thế anh có điều gì muốn nói với em ạ? Em gái ơi. Dạ. Anh có một điều muốn nói với em. Dạ, em đang nghe, anh nói đi ạ. Chuyện là thế này, anh muốn nói rằng... Dạ vâng ạ, anh nói đi anh. Em nhầm to rồi. Đây này, đây mới là đại gia, sếp của anh. Còn anh chỉ là nhân viên thôi, có đúng không sếp? Sếp nào? Tôi nhớ rồi. Đây. Nhân viên ở công ty tôi là mấy nghìn người cơ. Ê, chứ này chả nhớ cậu. Tôi nhớ ra cậu rồi. Sếp hay đáng chí. Tôi đáng chí mà. Dạ, báo cáo sếp ạ. Cái việc mà hôm trước sếp giao cho em ấy, thì là sếp muốn mua Lamborghini hay là Ferrari ạ? Ghini với Ferrari là cái gì hả? Dạ, siêu xe đấy ạ, xe hơi ấy ạ. Sếp đã đưa cho em mấy chục tỷ để mua thì còn gì nữa. Rồi, tôi nhớ rồi. Đấy, cậu thấy đấy, đầu óc tôi lần dạo này đã trí lắm. Em biết không, hôm trước anh cứ đưa hàng 5 tỷ nhá. Đi ra chợ ra đi chơi, mất được trải ơn. Thế, sếp muốn mua là một chiếc xe hơi hay hai chiếc ạ? Mua mỗi một dòng một đôi nhé. Mỗi một dòng hai chiếc nhé. Thế mà lại mỗi chiếc một màu sếp nhé. Đúng rồi, mỗi chiếc một màu. Cậu cho chị hai ngay nhé. Vâng, thế em đi mua luôn sếp nhé. Rồi, con đi nhé. Vâng. Em chào chị ạ. Đấy, cái việc cơ quan nó căng thẳng thế này mà. Anh à, hay là mình đừng chia tay nữa anh nhá. À, cái này á, để anh tính đấy nhá. Cái này là mình cũng nên chia tay rồi. Anh ơi, em biết lỗi rồi. Bây giờ em hứa là em chỉ yêu một mình anh thôi ạ. Nhưng mà thôi, từ, để anh tính xem đã. Thôi, em hứa là em sẽ ngoan ngoãn từ bây giờ trở đi anh nhớ. Nhưng mà này, hứa là phải ngoan nhá. Em xin hứa luôn. Rồi. Anh ơi, hay là mình đi giải trí đi. Giải trí hả? Rồi, nhân viên, tính tiền. Em gửi anh hóa đơn ạ. Bao nhiêu anh thanh toán? Dạ vâng, bằng của anh hết 5.300.000 ạ. Cái gì? 5.300.000 đấy ạ? Vâng. Này, anh tính tất tật nhé, chỉ có 300.000 sao lại 5.300.000 thế nào ạ? Vâng, bàn của anh ăn hết 300.000, còn bàn anh nhân viên của anh ăn hết 5 triệu ạ. Hả? Alo, anh đến đâu rồi? Cái gì? Lại bận á? Thế có đến không bảo? Thôi anh ơi, anh đến đi. Em hẹn bạn em ở đây rồi. Bạn em đã đến rồi. Em biết nói làm sao hôm nay. Em cho bạn em gặp anh mà. Alo. Alo. Anh ơi. Anh. Cái con khỉ đột nữa. Bà luôn voi này. Hẹn với chả họ, lại cho mình leo cây đây. Bực mình.
nhà cái thằng cu gì nữa. Thằng cu 5 tuổi ở nhà. Thế đừng thay ba mẹ mình sữa thì nhá. Đi đâu rồi phải gọi trước cho đặt hàng. Ngớ vẩn. Phải đâu? Đâu? Có đứa nào đâu? Ôi trời ơi, người đâu đẹp trai thế nhở? Hiểu rồi. Máy bơm nước cái gì? Tí về cho shopping nhá. Trả tiền nhá, được không? Ok luôn. Nhớ nhá, nhớ mồm đấy. Tình hình là 500 anh em mà mọi ngày hay đi mình đâu rồi nhỉ? Ôi tôi thật thà nhá. Tôi là thấy bà quá xinh đẹp luôn nhá. Quá là tiểu thư luôn nhá, quá sáng sủa luôn nhá. Thế mà không có ai yêu thì phí nhỉ? Thế xem tình hình như nào đi nhỉ? Thế bây giờ mình cũng đang đi tìm ý trung nhân ý. Mà ý trung nhân này như là đang ở gần ngay bên cạnh ý. Chỉ cần ý trung nhân không quá hoàn hảo, chỉ cần biết hát này, biết kể chuyện này, biết khiêu vũ này, và quan tâm chăm sóc, luôn ở cạnh mình, và mỗi tối chúc mình ngủ ngon là được ý nhở. Đơn giản mà. Nghe tiêu chuẩn lắm, đơn giản. Thì bên này thì nó như thế, còn ý đằng ấy thì nó thế nào ấy nhở? Chào em. Anh xin lỗi vì đã nghe lén được câu chuyện của các em. Không sao em ạ. Anh cứ chuyển luôn đi anh. Bé áo vàng này. Em đấy ạ. Anh bảo nhé. Dạ. Với cái tiêu chuẩn của em ấy. Vâng. Thì anh nghĩ rằng em nên lấy lấy ai ạ? Lấy cái tivi.